và chúng ta cũng vẫn đang đối đầu với lại những cái sự kiện bắt đầu từ năm ngoái luôn các bạn chúng ta còn những công ty nào mà cần phải lo lắng đến việc phá sản nữa hay là không thì một trong những cái công ty mà nhiều bạn hỏi thân nhất gần đây đó chính là cái công ty dcg Chúng ta nghe nói tới công ty DCG là công ty mẹ của công ty Genesis có khả năng bị phá sản rồi sau đó chúng ta lại không nghe nói tới thông tin nào nữa. Khoảng chừng hơn một tháng rưỡi qua rồi chúng ta cũng bật dư âm tính. Thì hôm nay chúng ta lại có một cái lá thư được gửi công khai ở trên mạng xã hội đến từ Cameron Winklevoss đến cho Bear Gilbert, CEO của DCG. Thì trước khi mà Thuận chia sẻ chi tiết về cái lá thư này đó và tại sao chúng ta cần phải quan tâm thì để Hân chia sẻ một số những cái background, những cái thông tin ở bên lề ngoài để các bạn có thể hiểu được là chuyện đang xảy ra. Thì trước hết á, chúng ta hãy nói tới anh em sinh đôi Winklevoss thì các bạn thấy được là chúng ta có hai nhân vật Uh, đó chính là Cameron và Tyler Winklevoss. Hai nhân vật này đó thì uh, ít người biết đến cho đến khi chúng ta có một bộ phim đó chính là The Social Network. Uh, đây là bộ phim mạng xã hội uh, liên quan tới công ty Facebook và cái sự hình thành. Uh, có thể nhiều bạn đã xem rồi, một bộ phim cũng rất là hay các bạn. Thì trong bộ phim này đó, những cái tình tiết cũng được uh, thiêu dệt lên để tăng cái tính drama. Nhưng mà cái bộ phim này nó cũng là dựa theo một cái sự kiện có thật ở ngoài đời. Đó chính là khi mà Facebook hình thành đó, thì uh, Mark Zuckerberg đã theo tài liệu tòa đó thì đã ăn cắp cây ý tưởng Facebook từ anh em sinh đôi Winklevoss và anh em sinh đôi Winklevoss đã kiện Mark Zuckerberg ra tòa và cuối cùng đó thì hai bên đã giải hòa và Mark Zuckerberg đã phải bồi thường cho anh em sinh đôi Winklevoss đây là hai người ở ngoài đời thật à, tổng cộng là 65 triệu đô la các bạn và 65 triệu này đó là họ một phần là trả bằng tiền mặt một phần đó là nhận cổ phiếu của Facebook thì hai anh em này đã sau khi đã thành công kiện công ty Facebook và lấy cái số tiền 65 triệu này thì hai nơi này, này đã, đã tiếp cận được với lại Bitcoin những năm rất là đầu tiên luôn các bạn năm 2012 và năm 2013 và tháng 4 của năm 2013 đó thì hai năm sinh đôi này đã ra cái công bố là đã bỏ ra 11 triệu đô la các bạn 11 triệu đô la năm 2012 là con số rất là lớn khi mà chúng ta nói tới đầu tư vào BTC À, và đã mua rất nhiều Bitcoin, ước tính là khoảng 1% của tất cả Bitcoin trên thế giới là nằm trong tay của anh em Senor Winklevoss Lúc đó họ mua 11 triệu đô la này đó, thì nhiều người ước tính là giá khoảng chừng là 10 đô la cho một Bitcoin mà thôi các bạn có thể tưởng tượng là họ đã chấp nhận một cái sự nguy hiểm cao cỡ nào thời điểm đó khi mà bỏ ra 11 triệu để mua BTC thì các bạn thấy được là cái hành động này đã khiến cho hai anh em Sindorinkovos đã trở thành tỷ phú và đã có một cái gia sản khoảng chừng là 6 tỷ đô la dựa theo cái bài viết này đến từ Fools.com thì lúc tới năm 2014 thì sau khi mà họ mua cái số lượng khủng BTC này thì họ đã làm gì? Thì sau đó 2 năm các bạn thấy được là họ đã mở cái sàn Gemini Đây là một sàn giao dịch cũng rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ Nó không có lớn như là sàn Coinbase nhưng mà cũng là một sàn rất nổi tiếng Và đã có lịch sử lâu đời rồi bạn bắt đầu từ năm 2014 cho đến mãi từ bây giờ Và sau đó họ cũng đầu tư nhưng mà họ không phải đầu công ty đầu tư à, như là những sàn khác các bạn Họ đầu tư một phần vào BlockFi thì đây cũng coi như là một cái khoản đầu tư nó không được tốt Thì BlockFi đã khai bời phá sản rồi nhưng mà họ cũng đã mua công ty Nifty Gateway năm 2019 Đây là cái chợ NFT à, mà những cái nghệ sĩ cũng dùng để mà bán những cái album của mình Thì nói chung à, anh em Serbian Kavos là một trong những người đã tham gia vào thị trường Crypto từ những ngày đầu tiên Và là chủ của sàn Gemini và khi mà các bạn lên trên sàn Gemini đó, à, trước đây có một phần gọi là earn, đây là cái sản phẩm mà các bạn gửi tiền vào để mà lấy lại tương tự như là sản phẩm earn của những cái sàn khác, thì bây giờ đã không còn nữa các bạn lý do là tại vì sản phẩm earn này đó là được cung cấp bởi công ty đối tác là công ty Genesis, đây có nghĩa là sàn Gemini là cái người mà đứng ra để mà lấy tiền khách hàng mà thôi, rồi sau đó tiền khách hàng sẽ được gửi đến cho công ty Genesis, rồi công ty Genesis trả tiền lời cho sang gemini sang gemini trả tiền lời cho những cái người mà gửi vào đó là cái à, cách hoạt động của hai công ty này thì thật ra đó trước khi mà có cái sự kiện liên quan tới chan gặp vấn đề thì ít ai để ý đến mối quan hệ thật ra mối quan hệ này đó thì sang gemini cũng không phải là giấu diếm gì chỉ là rất ít người quan tâm đến à, bên trong là ai đứng ra để mà cung cấp cái tiền lời nhưng mà các bạn đã nhớ là cách đây khoảng chừng là hai tháng đó, thì công ty China đã đã ra cái thông báo là họ mất tính thanh khoản và điều này dẫn đến là sàn Gemini sản phẩm ơn không phải là sàn Gemini không cho rút tiền mà sản phẩm ơn của sàn Gemini không cho rút tiền các bạn đây là hai điều khác nhau chứ bên nào mà đang giao dịch Gemini thông vẫn đang giao dịch sàn Gemini thì cũng bình thường mà thôi tôi không có lưu trữ tiền trên sàn Gemini nhưng mà thường vẫn dùng để mà giao dịch và rút ra thì cũng rất bình thường không có bị vấn đề gì chỉ là sản phẩm ơn là sản phẩm mà gặp vấn đề hiện bây giờ thì sản phẩm đó được cung cấp bởi công ty Genesis và công ty Genesis này đó là công ty con của công ty mẹ là Digital Currency Group hay gọi tắt là DCG và công ty này là công ty rất lớn các bạn Họ sở hữu rất nhiều những công ty nổi tiếng trong thế giới crypto này Chúng ta có công ty Genesis chúng ta vừa nói đến Chúng ta có công ty Rayscale, cái quỹ Rayscale, Bitcoin Trust Và những cái quỹ khác mà nhiều bạn thường hay nghe nói đến Chúng ta biết là công ty cung cấp tin tức Coindesk cũng là thuộc quyền sở hữu của DCG Foundry công ty đào cũng là của công ty DCG Và đứng sau lưng đó chủ của tất cả những công ty này đó chính là tỷ phú Bear Silver các bạn, người mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây là những cái nhân vật mà chúng ta cần phải quan tâm đến tại vì cái lá thư mà chúng ta sắp nói đến là lá thư được gửi đến từ cameron Winklevoss một trong hai anh em gửi trực tiếp công khai đến cho bèo sewer về những gì đang xảy ra tại vì tôi nghĩ là hai anh em này cũng đang bị rất nhiều áp lực tại vì tuy là sản phẩm này là cái sản phẩm được cung cấp bởi công ty thứ ba và có thể là họ đã có những cái tài liệu uh, cho người ta đọc về uh, cái sự quan hệ giữa sàn gemini và công ty chanases nhưng mà nói thật những người nào mà gửi tiền vào Gemini họ nghĩ là họ đang đưa tiền cho sàn Gemini. Sàn Gemini là một sàn mà đã có lịch sử từ năm 2014. Hai anh em uh, sinh đôi này đó cũng là hai người mà nhiều người cho là có cái sự tin tưởng cao đến từ những nhà đầu tư. Cho nên họ mới tin tưởng gửi tiền vào. Nhưng mà bây giờ lại gặp sự cố là không rút ra được. Thì tôi nghĩ là họ chịu nhiều áp lực đến từ những nhà đầu tư. Và gần đây chúng ta thấy là uh, sàn Gemini thì họ nói là họ đang đàm phán với công ty cha sẽ đưa ra những cái giải pháp nhưng mà rất rõ ràng là tới bây giờ đó 6 tuần đã trôi qua cũng không thấy giải pháp gì hết và những người nào gửi tiền đó họ cũng đang rất lo lắng hiện tại thì bây giờ Thuận sẽ chia sẻ về cái lá thư này với các bạn để các bạn hiểu hơn về tình hình và đây là cái lá thư mà Thuận đã dịch lại tiếng Việt và dịch theo cái ý của Thuận để cho các bạn dễ hiểu thì đây là cái thư ngõ gửi đến Bell Silver Thuận sẽ đọc rồi sẽ giải thích từng phần với các bạn Đầu tiên hết á, là cái phần này là cái phần mà sàn Gemini chủ yếu là muốn nêu ra bao nhiêu người đang bị ảnh hưởng và cái sức ảnh hưởng là con số đó là bao nhiêu tiền. Lá thư nói là Barry, hôm nay đánh dấu 47 ngày kể từ khi Genesis tạm dừng rút tiền. Genesis là công ty mà chúng ta nói tới của Barry Silver mà đang gặp vấn đề về thanh khoản. Tôi viết lá thư này thay mặt cho hơn 340.000 người dùng sản phẩm ơn đang tìm kiếm câu trả lời những người dùng này không chỉ là những con số trên máy tính họ là những người thật một bà mẹ đơn thân lấy tiền học phí của con trai mình cho công ty của anh vay một người cha do thái đã lấy tiền làm lễ của con trai mình cho công ty của anh vay một người chồng và một người vợ đã lấy tiền tiết kiệm cả đời cho công ty của anh vay một giáo viên trong trường đã cho công ty anh mượn tiền học đại học của con mình một cảnh sát và nhiều câu chuyện hơn thế nữa tất cả những người này đã quỷ thác hơn 900 triệu đô la tài sản của họ cho công ty của anh Họ xứng đáng có câu trả lời cụ thể từ anh các bạn thấy được là cuối cùng đó chúng ta đã hiểu là cái sự ảnh hưởng của Gemini không hề nhỏ Tổng cộng đã có 340.000 người dùng đang bị kẹt ở Gemini Và tổng số tiền là hơn 900 triệu đô la các bạn, gần như 1 tỷ đô la Con số không hề nhỏ đâu Cái đó, lá thư này nói là trong 6 tuần qua Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để làm việc với anh một cách thiện chí và hợp tác nhằm đạt được một giải pháp đồng thuận để anh trả lại 900 triệu đô la mà anh đang nợ, đồng thời giúp anh duy trì hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi biết những chi phí ban đầu đối với những hoạt động tái cơ cấu nào là không nhỏ và đôi khi mọi thứ không diễn ra nhanh như tất cả chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, bây giờ đã rõ ràng là anh đã dùng các chiến thuật trì hoãn và thiếu thiện chí thì cái phần này đó là anh em uh, bắt đầu là chỉ trích Bao nhiêu thời gian qua, 6 tuần qua đã liên tục có thiện chỉ làm việc Như mà sang Mai nói là công ty Genesis hay là công ty mẹ là DCG chủ là Beersheba thì hoàn toàn không có thiện chí để mà giải quyết cái vấn đề này và họ đưa ra cái ví dụ là vào ngày 2 tháng 12 chúng tôi đã bày tỏ niềm tin của mình rằng việc tập hợp mọi người lại với nhau càng sớm càng tốt sẽ là con đường hiệu quả nhất để đạt được một giải pháp cũng như là họ muốn tất cả mọi người tới cùng một chỗ cùng nhau hợp và đàm phán cái việc giải quyết như thế nào anh đã đồng ý, nhưng mà nói rằng anh sẽ chỉ làm như vậy sau khi có một đề xuất trên bàn. Vào ngày 17 tháng 12, một đề xuất đã được gửi đến anh. Vào ngày 25 tháng 12, ngày lễ Giáng sinh, một phiên bản mới của đề xuất này cũng đã được gửi tới anh. Mặc dù vậy, anh vẫn tiếp tục từ chối gặp mặt với chúng tôi để đưa ra giải pháp. Ngoài ra, anh tiếp tục từ chối đồng ý về một mốc thời gian cụ thể. Mỗi khi chúng tôi yêu cầu anh tham gia họp, anh lại núp sau lưng các luật sư, chủ ngân hàng đầu tư và các quy trình sau sáu tuần hành vi của anh không chỉ hoàn toàn không thể chấp nhận được mà còn vô lương tâm đây là cái sự chỉ trích đến từ anh em sinh đôi Winklevoss. khi đó họ nói là ý tưởng trong đầu anh là anh có thể lặng lẽ trốn trong đế chế của mình và rằng tất cả những điều này sẽ biến mất một cách kỳ diệu hoặc đây là vấn đề của người khác đây là một ảo tưởng nói rõ ràng hơn cái mớ hỗn độn này hoàn toàn là do anh tạo ra tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số dcg mà anh là người sáng lập và là ceo đang nợ công ty Genesis Công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của DCG Có nghĩa là các bạn thấy là công ty mẹ Mượn nợ đến từ công ty con Nó nghe cũng tương tự như là chúng ta thấy là Alameda và FTX gì đó Nó có sự lẫn lộn ở đây Và sàn Gemini chỉ trích là tổng cộng cái số lượng tiền Bị lấy đi bởi công ty mẹ DCG Từ công ty con Genesis là 1 tỷ 675 triệu đô la Đây là cái số tiền mà Genesis nợ người dùng ơn và các chủ nợ khác có nghĩa là sàn Gemini nói là 1 tỷ 675 triệu này Một phần đó 900 triệu là đến từ khách hàng của sàn Gemini là tiền của người dùng Và đây là cái số tiền mà anh đã lấy đi để thúc đẩy các hoạt động mua lại cổ phần một cách tham lam Đầu tư mạo hiểm kém thanh khoản và các giao dịch Grayscale NAV có nghĩa là Net Asset Value để làm tăng số tiền quản lý và chi phí của quỹ Trust mà anh đang quản lý cái phần này đó thì họ không giải thích rõ nhưng mà để các bạn hiểu hơn đó thì nav có nghĩa là net asset value thì trong một quỹ đầu tư đó thì các bạn có thể tính cái giá trị của một cổ phần là bao nhiêu nó không phải dựa theo cái giá trị trên thị trường giá trên thị trường là giá bán và giá mua của người ta ở trên thị trường ở trên sàn giao dịch nhưng mà ở trong quỹ đầu tư đó thì các bạn có thể tính NAV đây là cái giá trị thật của một cổ phiếu hay là một cổ phần nào đó dựa theo tài sản và cái số nợ tôi không hiểu là họ dùng cách nào để mà giao dịch trade scale NAV để tăng cái số tiền quản lý và chi phí của cái quỹ của mình có thể thu lại được nhưng mà dù sau này nữa đây cũng là một cái sự chỉ trích đến từ sàn Gemini là số tiền này đã dùng gì? Dùng để mua lại cổ phần, dùng để đầu tư mạo hiểm và dùng để mà đẩy cái số lượng tiền quản lý tăng lên trong quỹ đầu tư. Tất cả là dùng tiền của người dùng và tất cả vì lợi ích cá nhân của riêng anh. Bây giờ là lúc để anh chịu trách nhiệm về việc này và làm điều đúng đắn. Và cái phần kế này đó là một cái sự chỉ trích cá nhân của uh, Bear Schubert thì sàn cha nói là chúng tôi không quên là anh bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là cộng tác viên của một công ty tái cấu trúc phá sản và chúng tôi cũng không quên rằng anh đã hết mình làm bức tường pháp lý ngăn cách DCG công ty mẹ khỏi những vấn đề mà anh đã tạo ra tại công ty con này Genesis có nghĩa là cái sự chỉ trích này nói là Beersheber trước đây đã bắt đầu sự nghiệp là cộng tác viên của một công ty tái cấu trúc phá sản thì đã có cái sự hiểu biết về cấu trúc phá sản như thế nào và dùng sự hiểu biết pháp lý của mình để làm những bức tường pháp lý để mà ngăn cách công ty DCG ra khỏi công ty Genesis để lỡ như mà công ty Genesis bị vấn đề gì thì công ty DCG cũng không bị ảnh hưởng đến pháp lý và cũng không cần phải bị phá sản đó là cái sự chỉ trích đến từ sàn Gemini nhưng mà họ nói là anh nên bỏ qua ảo tưởng này bởi vì tất cả chúng tôi đều biết những gì anh biết DCG và công ty Genesis đều trộn lẫn tiền với nhau Hai công ty này đều nhận lệnh từ anh Và luôn luôn như vậy từ trước tới bây giờ Có nghĩa là họ nói là đây là có một cái sự trộn lẫn tiền với nhau Giống như là chúng ta nói tới FTX và Alameda Cho dù trên giấy tờ là hai công ty khác nhau Nhưng mà trên thực tế là hai công ty cùng một chủ Và có sự trộn lẫn tiền với nhau Đây là cái sự chỉ trích đến từ sàn Gemini Nói là nó cũng tương tự như vậy và bất cứ điều gì anh làm để che đậy sự thật này sẽ không có hiệu lực thay vào đó nếu anh dồn toàn bộ năng lượng của mình để tìm ra giải pháp thì bây giờ chúng ta đã thành công sự việc sẽ tốt đẹp hơn đối với mọi người bao gồm cả anh và họ kết thúc cái lá thư này họ nói là người dùng sản phẩm ơn đang mệt mỏi họ đang sợ hãi nhiều người hiện đang trong tình trạng khó khăn tuy nhiên bất chấp tất cả những gì mà họ phải chịu đựng họ đã rất kiên nhẫn và ủng hộ nhưng mà sức chịu đựng của họ cũng có giới hạn Họ xứng đáng được giải quyết để thu hồi tài sản mà họ đã cho anh vay Và chấm dứt cơ mộng này Vì mục đích đó và cũng là lần cuối cùng Chúng tôi yêu cầu anh công khai cam kết hợp tác để giải quyết vấn đề này Chậm nhất vào ngày 8 tháng 1 năm 2023 Chúng tôi vẫn sẵn sàng làm việc với anh nhưng thời gian không còn nhiều Trân trọng Cameron Vinkovos Và đây là cái lá thư được gửi đến từ uh, sang Gemini đây các bạn gửi công khai đến Bear Shibuk. Thì các bạn đã biết là Bear Shibuk đã rất im lặng trên Twitter hơn một tháng rồi Nhưng mà bây giờ có lá thư này đó thì Bear Shibuk có trả lời hay không thì câu trả lời là có các bạn Các bạn thấy được là chúng ta đã thấy Bear Shibuk đã xuất hiện trên Twitter Và đã nói là công ty DCG không có mượn con số là 1 tỷ 675 triệu như là công ty Gemini nói Và công ty DCG chưa bao giờ giới hạn để mà trả tiền lãi hay là trả tiền gốc cho công ty Genesis từ khi mà vay mượn tới bây giờ thì có nghĩa là Sherbert không có phủ nhận là mượn tiền uh, của công ty con là Genesis họ chỉ nói là không phải con số là 1 tỷ 675 triệu này được nói đến mà thôi và bên dưới này đó thì Sherbert nói là những cái nhân viên của Sherbert cũng đã trả lời cái uh, đề xuất của uh, sàn Gemini ngày 29 tháng 12 nhưng mà hiện bây giờ vẫn chưa có nhận được một cái sự phản hồi đến từ sàn Gemini từ ngày 29 tới bây giờ cũng như cách đây vài ngày đó các bạn. Tôi nghĩ là sau khi nhận được cái sự phản hồi này đến từ Bearish Bears thì Cameron Kevos cũng đã khá là tức giận cho nên mới chia sẻ lá thư này ở trên Twitter với tất cả mọi người. À, tại vì Cameron đã nói là không có muốn cứ giấy tờ tới tới luôn như vậy. Tất cả mọi người cần phải đến một nơi để mà đàm phán và Cameron một lần nữa xác nhận là dựa theo như mà Cameron biết ấy, thì công ty DCG thật sự là nợ, công ty Genesis 1 tỷ 675 triệu đô la cho dù là Bell Super nói gì nữa, Bell cũng không nói đúng sự thật. Và bây giờ đã hỏi thẳng Bell Super là có đồng ý để gặp mặt vào ngày 8 tháng 1 để mà giải quyết cái vấn đề lỗ hỏng 1 tỷ này hay là không? thì thường không biết được là bên trong như thế nào là cái đề xuất của sàn Gemini là ra sao. Nhưng mà thường nghĩ là nó ở đâu đó cũng liên quan đến việc là công ty DCG phải bán một số tài sản và thường nghĩ đó là điều mà Shubert không có muốn. Tại vì các bạn đã biết là có nhiều thông tin là Shubert đã đi tìm kiếm những người mà có thể cho ông ta bay. Tại vì bây giờ đó chúng ta thấy được chúng ta đang ở trong một cái thời điểm mà tình hình không được tốt nếu như mà bán những công ty dưới trướng của công ty DCG đó thì có thể là không bán được giá tốt như là khi xưa nữa. Những công ty này đó thì nhiều người cho là cũng có giá trị đó các bạn. Công ty CoinDesk là một công ty mà nhiều người cũng coi như là có thu nhập tốt. Foundry, à, cũng là một cái à, công ty đào lớn, à, công ty Grayscale là một công ty mà tuy bây giờ nó đã không có à, giao dịch ở mức giá ở trước đây nữa, nhưng mà công ty Grayscale vẫn là một cái công ty mà mang đến nhiều thu nhập cho DCG. Cho nên tôi nghĩ là Bezos đang trì hoãn, tại vì không có muốn bán những công ty này ở thời điểm này khi mà chúng ta thấy được là cái giá trên thị trường không được tốt, à, cộng với lại cái số lượng tài sản mà đang được lưu trữ bởi DCG, đó, những cái token, những dự án hoặc là đầu tư đó thì có thể là phần lớn cũng không có được tốt hiện bây giờ họ không bán được với giá cao cho nên đây cũng là một phần là tôi thường nghĩ là có thể là anh em Signalberg nói đúng là Bear Schubert đang cố tình để mà trì hoãn tại vì ông ta hoàn toàn không muốn bán bất cứ tài sản nào hiện bây giờ và tôi nghĩ đó là đề nghị đến từ sàn Gemini tại vì cách đơn giản nhất là họ bán tài sản họ có thể kiếm được một số tiền sau đó là trả cho những cái người dùng nó không giống như là tình hình của những cái sàn như là FTX các bạn tại vì dựa theo như mình thông hiểu đó thì DCG vẫn còn rất nhiều tài sản chỉ là họ không muốn bán mà thôi và một chuyên tài sản lớn đó là họ đang giữ đó chính là quỹ Trayscale Bitcoin Trust và đây là điều mà nhiều người quan tâm đến các bạn các bạn nên nhớ là Trayscale Bitcoin Trust hiện bây giờ trong đó họ lưu trữ là 635.235 BTC có nghĩa là khoảng 3% của tất cả Bitcoin hiện bây giờ và các bạn thấy được là tổng số tiền lên tới là 5,7 tỷ đô la các bạn chúng ta không muốn cái số lượng Bitcoin này đông lên trên thị trường đâu nhưng mà các bạn đã thấy được là ngày 19 tháng 12 đó thì đã có một cái thông tin là công ty Grayscale họ nói là nếu như mà họ không có mượn được tiền à, tại vì bây giờ Bear chỉ muốn đi mượn mà thôi họ không có muốn bán bất cứ tài sản nào vì lý do thằng vừa chia sẻ với các bạn nhưng mà ở tình hình bây giờ đó thì có thể là rất là khó để họ có thể mượn được bất cứ số tiền nào tại vì tình hình nó không được tốt đi vay mượn một tỷ thì không phải là chuyện dễ đâu các bạn thì họ đã đưa ra một cái chiến lược là nếu như mà họ không có mượn được tiền thì họ sẽ điền đơn để đề nghị SEC cho họ bán tổng cộng là 20% của tất cả cổ phần của GBTC. Một phần là những cái người đầu tư họ cũng lấy là một phần vốn của họ. Một phần là ở trong quỹ này đó thì Rayscale cũng có tiền riêng của họ đến từ công ty DCG và chỉ khi nào mà được quyền bán họ mới lấy cái số tiền này ra được mà thôi để có thể là xoay sở cái sự việc của công ty Genesis thì đương nhiên nếu chúng ta tính tới 20% đó, Thì các bạn nghĩ là 20% Của cái số lượng 635.000 BTC này là con số rất là kinh khủng các bạn Là 127.047 BTC Con số này mà đâm lên trên thị trường Thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào Đối với giá của BTC Cho nên đây là điều mà không ai muốn đâu Bây giờ chúng ta chỉ biết bao nhiêu đó mà thôi Khi mà có thêm thông tin thì sẽ chia sẻ với các bạn Về tình hình của Genesis, Gemini và công ty DCG tới bây giờ thì chúng ta vẫn chưa thấy là Bezos trả lời câu hỏi cuối cùng của Cameron là có đi tham dự cuộc họp ngày 8 tháng 1 để mà giải quyết vấn đề này hay là không khi nào mà có thêm tài liệu thùng sẽ chia sẻ ngay lập tức với các bạn và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này như mình nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là sàn OKX, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Một lần nữa, như mình nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên đó. Và Thuận hy vọng là các bạn có một New Year vui vẻ và Thuận xem lại các bạn trong cái video kế tiếp. big bang. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got